này có xe đẹp giá tốt cho anh em chơi. Con này là Stinger, hải quan chính ngạch luôn nha các bạn. Thì lúc nào nó cũng phải dưới hải quan chính ngạch một bậc. Còn con này thì là Stinger hải quan chính ngạch số khung số máy Gin. Full máy 1.2 dọn nguyên con Sachia 2000 đầu dẹp. Biển số coi cũng khá là bắt mắt chứ không có tính là biển số đẹp. 64244486. Được cái là xe dọn sạch đẹp máy ngon. Còn con này thì anh em Vĩnh Long á, nói chung là sang tên được nhưng mà tốn máu chút xíu nha. Con này thì mình xin nhắc lại nha, con này là hải quan chính ngạch Stinger 1.2 full Sachia 2000 đầu dẹp. Con này Vĩnh Long sang tên được nhưng mà hao máu một xíu. Còn anh em có nhu cầu ở Vĩnh Long mà có nhu cầu thì sang tên thì mình sang tên. Còn những nơi khác thì anh em cứ ủy quyền chạy, mình ký quán công chứng pháp lý ủy quyền kèm cái hợp đồng cửa hàng bao 1/1 cho các bạn. Bao quay đầu cho anh em trải nghiệm chán đó, rồi muốn hay là có nhu cầu đổi lên xe sang tên gì đó thì tùy. Nói chung là con này dọn sạch đẹp, máy ngon về chơi. Rồi để nẹt cái thử máy cỡ nào nha. Rồi anh, các bạn có cần liên hệ với mình nha. Con này chắc mình đón không nhầm thì đăng lên không quá 1 tiếng hồ đâu bán mất. Xe đẹp, máy ngon, hồ sơ sạch sẽ, số sườn số máy Gin, biển số coi khá là đẹp nữa. Rồi cảm ơn mọi người.